Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Gốm Nhật Sài Gòn. Thì hôm nay em xin phép lên cho mọi người một vài sản phẩm mà em sẽ sale đồng loạt luôn, như là ấm tử sa nè, rồi ngũ sắc và cũng như những cái hàng mà sưu tầm nha, để cho mọi người có thể kịp đón Tết nha mọi người. Đó, mua để sưu tầm trưng bày kịp đón Tết nha. Thì còn một vài tuần nữa là Tết rồi mọi người ạ, nên là mọi người cứ tranh thủ đi. Hôm nay em lên video sale đợt này để cho những anh chị mà đợt trước á, còn đơn bên em mà chưa đủ đơn á, thì em đủ đơn để em gom luôn với đợt này để em đi đơn cho luôn một lúc cho nó dễ nha mọi người. Thì lắc nhắc thì tầm có 100-200 thì sự là em không có đi đơn được, nên là thông cảm, mọi người thông cảm với em. Cùng lắm rơi vào tầm cỡ 300 em sẽ đi đơn nha mọi người. Rồi, số điện thoại em sẽ note ở trên góc bên trái màn hình, đó chính là 0941028827. Mọi người hãy gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn qua Zalo với em nha, để em chụp hình chi tiết sản phẩm mà mọi người lựa chọn nè, cũng như là báo giá lại cho mọi người để cho rõ hơn ha. Rồi, mã em sẽ chốt bên này. Mã số 1 thì trước mắt mọi người đang thấy đây là một chiếc ấm tử sa. Đấy, màu này là đấy, màu đỏ nè, nó hung sần sần một xíu. Chuyện là chuyện đáy nè, rất là hay. Ở đây trong nắp cũng có chuyện đó nha người, 4 chuyện, lọc là lọc 9 lỗ đấy. Còn đây là khắc chữ nha mọi người đấy. Thì những cái dòng này em xin trước mắt này, mã số 1 em xin giao lưu mọi người với giá là 400.000 nha mọi người. 400 cho chiếc ấm này em sale luôn, là cái này là giá gốc luôn nha mọi người, 400.000. Còn thấp hơn nữa thì những cái dòng này á, có thể những anh chị nào mà vừa mới chuyển qua chơi những dòng tử sa nè, mới tập chơi về tử sa nè, hoặc là để tìm hiểu thử á, thì mình có thể sưu tầm những cái dòng này để mình thử ha. Mặc dù là cái hàng nó gọi là giá này, thật sự là cái giá 400 là chưa bằng cái giá em nhập vô nữa, nhưng mà em xin phép giao lưu với mọi người luôn. Cái nắp nó rất là khít đấy, nắp rất là khít. Và đặc biệt những cái hàng này đều là hàng mới nha, hàng chưa qua sử dụng. Thì nhược điểm cái này là cái hàng này là hàng bán thủ công nha mọi người, là vừa làm tay vừa làm máy đấy. Chưa kể thì cái khoáng, hàm lượng khoáng của những cái ấm này nó sẽ rất là thấp đó, hàm lượng khoáng sẽ không có nhiều nha mọi người. Đó, em nói thẳng này luôn đấy. Thì cái này giá 400 thì tiền nào của đó thôi đấy. 400.000, mã số 1 nha mọi người, cho chiếc ấm này. Dung tích chiếc ấm này đâu đó cỡ tầm 150ml đổ lên nha. Mã số 1 nha mọi người, 400.000, mã số 1. Tiếp theo là mã số 2. Em lên cho mọi người một chiếc ấm dán thạch biều. Đây, đây là một chiếc ấm dán thạch biều. Ở đây là khắc tay nè mọi người ạ. Chuyện này chỉ khắc tay nè. Đó, chuyện đây 2 nè. Đó, 4 nè. Bên trong này mọi người nhìn kỹ sẽ có cái đường vuốt ấm nha. Đó, lọc là lọc 7 lỗ nha mọi người. Đấy, ấm này là cũng là ấm mới luôn, ấm chưa qua sử dụng. Thì dòng ấm này dung tích em nghĩ là cao hơn ấm mới nãy, là cỡ tầm 200ml đổ lên nha mọi người. Cỡ tầm 200ml đổ lên. Thì ở đây mọi người thấy cái phần ghép đáy nè. Đó. Đấy, mọi người thấy nè, nó không có đều ha. Đấy, vẫn là hàng thủ công luôn. Nhưng mà cái này em nghĩ có phần thêm phần trợ khuôn nữa mọi người ạ. Đây, nói chung là hàng này em sale đồng giá cho mọi người luôn là 400.000. Đó, rất là đẹp. Mã số 2 nha. Mã số 2. Hôm nay thì những cái đơn nào mà từ 600 đổ lên, 600 đổ lên trong video này, 600 đổ lên em xin phép free ship cho mọi người luôn. Đó, mọi người có thể mua em cái ấm, có thể mua thêm những cái món linh tinh nào đó để có thể đủ 600. Đó, để em free ship nha. Mã này là mã số 2, 400 nha mọi người, cho một cái ấm tử sa. Dòng này là dòng tử nê nha mọi người. Đó, mọi người coi nè. Đấy, hàng làm thủ công, chuẩn luôn ha. Mã là mã số 2 nha mọi người. Rồi, tiếp theo là qua thêm ấm tiếp thì em xen kẽ một vài món linh tinh đi ha. Rồi, ở đây là mã số 3. Thì hiện tại em đang có một cái đồ khui bia. Cái này là bằng gan nha mọi người, họa tiết đây là dạng con chim nè, làm gò bằng tay nha. Này là một đồ khui bia bằng gan nha mọi người, chuyện mộc nè. Còn ở đây là còn có dạng khắc chữ, dạng kỷ niệm một cái ngày nào đó. Ấm, cái này ấm gan nha mọi người. Ê, cái này là cái đồ khui bia bằng gan nha, rất là hay. Kích thước chiều dài luôn cỡ tầm 12 xăng đó.
Thì cái này nếu mà mọi người mua ở những nhà gốm khác thì có thể rơi đâu đó cỡ tầm từ 100 cho tới hơn 200 tùy theo chỗ bán. Thì hôm nay em sell cho mọi người cái này luôn. Đó, giao lưu mọi người vui vui nha. Mã số 3 80.000. 80.000 mã số 3 nha mọi người. Ai nhanh tay thì còn nha. Mã số 3 80.000 cho cái đồ phobia này nha mọi người. Mã số 3 giúp em nha. Tiếp theo em xin phép lên cho mọi người là mã số 4. Thì mã số 4 này em đang có một cặp ly, một cặp gì ra guốc bằng gốm nha mọi người. Hàng này hàng của Hà Lan nè, hàng Âu nha. Đó, cái dạng hàng Âu nó còn có, nó như hàng cotton hay Satsuma ấy, cái dạng men nó men rạng nè mọi người. Màu là màu xanh lam, rất là hay. Đó, cái này em nghĩ là vừa là gạt tàn, vừa là cái đôi giày luôn. Thì cái này mọi người mua về để sưu tầm cũng được. Bình thường em thấy có một chiếc à, nay em không biết là em về một đợt á nó có hai chiếc luôn, coi như là em làm một cặp nha mọi người. Mã số 4 này em xin phép giao lưu mọi người với giá là 120.000. Mã số 4 nha, 120.000 nha mọi người, cho cặp guốc này nha. Mã số 4 nha, 120.000. Mã số 4. Tiếp theo là mã số 5. Thì ở đây em còn có thêm một chiếc ấm nữa. Đây là ấm cũng dáng giống dáng ấm đầu tiên luôn, nhưng mà khác một cái là ở đây là nó vẽ phong cảnh nha mọi người. Phong cảnh nè, còn có chữ có chuyện nữa. Đó, đáy vẫn có nha. Đây, cái này thì khoáng mọi người thấy nè. Thật sự những cái dòng này khoáng cũng rất là ít nha mọi người, nó không phải gọi là nhiều. Đó, nên là những cái hàng này những anh chị nào mà mới đầu về chơi về tử sa nè, hoặc là không có thích về dáng tử sa thôi, nhưng mà không có muốn sưu tầm những cái hàng mà gọi là cao cấp á, thì mình có thể chăm trước những cái dòng này. Cái nắp cũng rất là khít nha mọi người, nhìn vậy thôi nắp cũng rất là khít nha. Đó, nó không phải như cái hàng trôi nổi như thị trường, là như em thấy có bán cái gì mà 99 rồi 199 một ấm gì đó. Mọi người cứ mua về đi rồi so sánh với cái ấm này của em. Đấy, thì em có thử một lần rồi, thì cái ấm, mấy cái ấm đó thì nắp nó rất là kỳ, nó không có được gọi là trâu chuốt nha mọi người. Đấy, rồi chiếc ấm này là mã số 5, em cũng giao lưu mọi người với giá là 400.000 luôn. 400.000 mã số 5 nha mọi người. Mã số 5 400 nha. Đó, em để qua một bên. Tiếp theo là mã số 6, em xin phép lên cho mọi người một chiếc ly sứ, dòng này của hàng Arita. Đó, rất là hay, coi như là ghi full hết một cái tích nào đó. Em nghĩ cái này là bát nhã kinh quá. Rất là hay nha mọi người. Đó, chuyện đấy nè. Một cái ly, cái này mọi người làm ly trà nè, hoặc sáng sớm làm cà phê chỗ này cũng uống cũng được. Kích thước đường kính á, là miệng là 7 xăng, chiều cao của ly này là 9 xăng. Thì cái này vừa hợp là dùng là uống trà gừng nè, hoặc trà túi lọc, hoặc là uống cà phê đều được nha mọi người. Đó, nhìn cái ly này là coi như là full hết, coi như là tầm 80%, 80 đến 85% của cái ly nha mọi người. Rất là hay, em nếu mà nó full nữa thì nó đẹp hơn nữa. Rồi, mã này là mã số 6 nha. Chiếc ly này em xin phép giao lưu mọi người với giá là 50.000. Mã số 6 50.000 nha mọi người. Mã số 6 50.000. Mọi người nhanh tay thì chốt nha. Tiếp theo là mọi người là mã số 7. Mã số 7 này em lên cho mọi người một chiếc thố Arita. Dòng này ngũ sắc nha mọi người, rất là hay. Đó, cái này mọi người có thể dùng để bánh kẹo nè, hạt dưa nè, đó, mứt các thứ trong cái hũ này cũng được, tùy theo mọi người nha. Còn anh chị nào mà có hút thuốc tự hào các thứ bỏ trong đây cũng được. Rồi, chuyện đây nha mọi người, chuyện chữ xanh gồm 3 chuyện, chuyện chữ này đó, chuyện lớn, và thêm một cái chuyện mộc ở đây nữa nha mọi người, rất là hay. Rồi, cái thố này là thố dung, em xin đo kích thước. Kích thước đường kính miệng rơi vào tầm 10.5 xăng, chiều cao là gần 6 xăng, chưa tính nắp nha mọi người. Rồi, thố này là mã số 7. Thố này em xin phép giao lưu mọi người với giá là 250.000 mã số 7 nha. 250.000 mã số 7. Tình trạng coi như còn rất là mới nha mọi người. Tình trạng còn rất là mới nha, mã số 7 nha. Đó, 250.000. Tiếp theo là mọi người là mã số 8. Thì ở đây em đang có một chiếc chiếc chén. Thì cái này là phần vừa men ngọc mà còn vừa men lam vẽ tay nữa.
chuyện rất là xưa luôn. Cái dòng này em thấy nó rất hao hao với cái dòng mà Đông Thanh của Nhật. Em nhớ Đông Thanh, mọi người nếu mọi người mà sưu tầm về hàng Trung á thì Đông Thanh nó có của thằng Triều Tiên nè, xong của hàng Trung Quốc nè, hàng Nhật nó cũng có Đông Thanh nữa, ba nước. Thì cái này em nghĩ chắc Đông Thanh của Nhật quá mọi người ạ, vừa men ngọc mà còn vừa có men lam nữa, rất là hay. Còn này có họa tiết vẽ king size nè đó. Cái này nếu mà hàng mới em nghĩ là nó full hết vàng ở đây luôn ha. Đấy, nhưng mà này dòng xưa thì cái này em xin giao lưu mọi người châm trước về tham khảo nè. Kích thước đường kính miệng á là 11 cm, chiều cao rơi vào tầm cỡ 5.5 cm. Chiếc ly này em xin phép giao lưu mọi người với giá là 80 ấy 80.000 chiếc chén này, chứ chiếc chén này em xin giao lưu mọi người với giá là 80.000 80.000, nên là mọi người mua về để thử châm trước coi coi có như thế nào ha. Đấy, mã số 8, 80.000 nha mọi người. Rồi tiếp theo em xin phép lên cho mọi người là mã số 9. Thì ở đây em đang có một chiếc ấm, dòng này là dạng phỏng cổ này, phỏng cổ như ý hết nè. Tại vì em nói thiệt là những cái dòng tử sa này cái dáng nó rất là nhiều, nhiều khi những cái dáng nó kết hợp với nhau nữa nên là em sẽ không có biết được, nên mọi người thông cảm. Ở đây là chuyện, nó là chuyện tròn nè mọi người đó. Cái này kể cả mọi người mà cứ ấm này, mọi người mà ra ngoài mấy cái tiệm mà bán gốm giang tây á, thi thoảng sẽ có vài tiệm sẽ có, thì gốm này sẽ không dưới 700 ngàn nha. Đấy, nắp cũng rất là khích. Chuyện đây lọc là lọc 7 lỗ nha mọi người, đó rất là hay. Khoáng thì vẫn có nha, nhưng mà nó không có nhiều. Đấy, nắp cũng rất là khích luôn nha mọi người. Rồi mã này mã số 9, ấm này dung tích đâu đó cỡ tầm 200 ml đổ lên nha, cỡ tầm 230 đến 250 á. Chiếc ấm này xin phép giao lưu mọi người với giá là 400 ngàn nha, 400 cho chiếc ấm này nha mọi người. Đó, mã số 9 nha mọi người, mã số 9 400 ngàn nha. Rồi tiếp theo là mọi người là mã số 10. Thì mã số 10 này em lên cho mọi người, đây là một chiếc ấm tay thi. Đó, tay thi thì trên này thì em không thể tiện nói được, nên là cái này mọi người tìm hiểu sẽ biết tại sao gọi là dán tay thi ha. Đó, cái này thì nó làm theo kiểu cách điện một xíu, là cái phần quai á nó có thêm một cái phần này nữa để mọi người cầm cho nó dễ hơn. Đây nè. Đó, cầm cho nó sẽ dễ hơn, chắc tay hơn ha. Chuyện đây. Đó, những cái ấm mà em giao lưu 400 trên đây đều là ấm mới chưa qua sử dụng hết nha. Đó, những anh chị nào mà ngại những cái dòng mà xưa xài rồi ấy, thì đây em có những hàng mới để cho tiếp cận cho mọi người nè. Đây là mã số 10 đó, lọc là lọc 7 lỗ, chuyện thì dẫn chuyện trên nắp luôn, 4 chuyện nha mọi người. Rồi chiếc ấm này cũng là 400 ngàn nha, 400 dung tích cỡ tầm 200 ml nha mọi người, 200 ml đổ lên đó. Mã số 10 nha, mã số 10 400 ngàn nha mọi người, mã số 10 400 ngàn. Rồi nãy lên ấm rồi lại tiếp tục lên thêm xen kẽ những cái dòng khác. Thì ở đây em đang có hai chiếc chén, dòng này là Co Imari, nó đúng hơn á nó sẽ là hàng Daco Arita chứ, hoặc là gốm Hayzen á cái tên gọi của nó nha. Thì đây dòng này là một cặp chén rất là hay, bên ngoài là dạng màu nâu nhưng mà nâu nhám nha mọi người, rất là hay nha mọi người, nâu nhám nha. Bên trong là men lam nè, dưới này là vẽ nhũ vàng. Chuyện này chuyện Arita xưa nha. Đó, nghệ nhân vẽ tay nè, vẽ tay hết toàn bộ luôn. Nếu những cái dòng này mọi người mà sưu tầm á, để ý kỹ. Đó, em lấy những cái dòng này ở trên những phiên đấu giá của Nhật đó mọi người. Giá trung bình một cái này em thấy nó đâu đó cỡ tầm 4.000 mấy yên, suy ra tiền Việt mình chắc cũng phải tầm 500-600 ngàn. Nó có khi gần, nếu mà yên Nhật hồi xưa là 200 thì có thể là cấm nó cũng phải gần cả triệu, cái chén nó cũng phải gần cả triệu mọi người ạ. Đây thì cái này vô tình được cái là em có được một cặp, nhưng mà còn cả nắp luôn cơ. Mọi người coi cái phần vẽ nè, đó vẽ chiên hạt nè, rất là hay. Để em đo kích thước luôn. Kích thước của chén rơi vào tầm 12, hơn 12.5 cm, gần 13 cm. Chiều cao là 7 cm nha mọi người. Rồi,
Cặp chén này em xin phép giao lưu mọi người với giá yêu thương luôn 150.000. 150.000 cho một cặp này nha. Tình trạng lành tích, không có vết xước gì hết nha mọi người. Bên ngoài là men nhám. Cái này em đảm bảo khẳng định với mọi người luôn, cái này là một cặp chén hàng xưa luôn nha. Chuẩn luôn á. Đấy, mã này là mã số 11 nha. Mã số 11. 150.000 nha mọi người, mã số 11. Tiếp theo là mã số 12. Thì cái mã 12 này thì coi như em chuyển qua em trước khi mở đầu những cái dòng mà ngũ sắc á, thì em lên mã 12 này, nhưng mà cái mã này em chỉ dành cho những anh chị mua hàng trong cái video này nha. Phải có đơn trong video này em mới giao lưu được cái này cho mọi người nha. Rồi, ở đây em có một cái thố ngũ sắc có nắp luôn. Rất là đẹp, viền nhũ vàng còn rất là ok. Đó, nhưng mà tiếc một cái là cái thố này nó bị dâm nhẹ ở đây. Đó, thì cái này mọi người nếu mà thực sự cái này em tính em tặng cho mọi người lắm, thì mọi người về muốn làm cái gì cũng được, để hạt dưa hay là để mứt bánh kẹo gì trong đây cũng được ha, tiếp khách các thứ đều được nha mọi người. Đó, thì cái thố này em xin tặng cho những anh chị nào comment nhanh nhất cũng như là có đơn trong video ngày hôm nay nha mọi người. Kích thước đường kính là 16 xăng. Đó, chưa tính nắp nha. Chiều cao luôn của cái thố này đâu đó cỡ tầm 4.5 xăng nha mọi người. Rồi, mã này là mã số 12. Anh chị nào mà có đơn trong đây thì chốt em mã số 12, em sẽ tặng cho mọi người cái này nha. Ai nhanh nhất nha. Em chỉ có một món này thôi. Anh chị nào nhanh tay thì chốt nè. Rồi, tiếp tục mã số 13. Mã số 13 này em xin phép lên cho mọi người những cái dầu mà ngũ sắc vừa sử dụng cũng như là vừa sưu tầm luôn. Thì ở đây em đang có một chiếc tô ngũ sắc rất là đẹp luôn, chuyện đây nè. Nhưng mà mọi người coi trong lòng nè. Đấy, coi như là mỗi cạnh ở đây đều là mang một cái tích ý nghĩa khác của Nhật nha. Ở trên này còn có con chim ưng và cây tùng nè. Đó, đàn hạt nè, núi nè, các thứ nè mọi người. Cây đào nè. Cái gì này là phong cảnh nè. Chữ nè, này chắc Phúc Độc Thọ quá. Đấy, viền là viền nâu sô-cô-la nha. To, cái này để cho kê cho nó dễ nè mọi người. Mọi người thấy không ạ? Cái này rất là to luôn. Em xin phép đo kích thước. Kích thước đường kính miệng á là 22.5 xăng. Chiều cao rơi vào tầm cỡ 7 xăng nha mọi người. Cao 7 nha mọi người, miệng là 22.5. Đó. Cái này xưa tính bán là 550, nhưng mà em sale cho mọi người luôn 300.000. 300.000 tình trạng lành tích mới luôn nha mọi người, mới nguyên luôn nha. Không có chày xước gì hết nha mọi người. Hàng trên video xa là bên ngoài như vậy nha. Đó, anh chị nào mà ở Sài Gòn á, có thể ghé qua cửa hàng em. Đấy, và đọc cái bát là cho gặp tài. Đó, thì cửa hàng em là có mấy bạn ở dưới, lại cũng như là có người ở dưới, nên là anh chị phải nói là cho gặp tài thì em sẽ xuống dẫn anh chị lên trên lầu ha. Mã này là mã số 13, 300.000 nha mọi người. 300.000 cho chiếc tô này thôi, quá rẻ luôn. Những cái thời mà đỉnh điểm của nó cũng phải rơi vào tầm 600 đến 700 nha. Mã số 13 nha mọi người, 300.000 mã số 13. Tiếp theo em lên mọi người là mã số 14. Thì mã số 14 này em đang có một chiếc dĩa. Mọi người nhìn đây nè. Cái này là dẻ hoa trà. Hay như giống hoa mẫu đơn dữ ta. Đây, rất là đẹp luôn. Đó, em đo kích thước. Kích thước đường kính rơi vào tầm 24.5 xăng. Rất là đẹp. Mã số 14 nha mọi người. Chuyện phía sau đây, dòng này là phiên bản đặc biệt nha. Đó, tình trạng còn rất là mới luôn, không có bị chày xước thế nào. Bên ngoài nhà em đang quay luôn nè. Đó, có sao em sẽ báo vậy cho mọi người luôn. Mọi người dễ nhận biết nhất là có mấy cái ánh lóe ánh sáng á, sẽ dễ thấy mấy cái phần mà xước hơn. Nhưng mà cái này nó sẽ không có xước nha. Đó, hàng có sao em sẽ báo vậy cho mọi người. Mã số 14, em giao lưu cái dĩa này với giá là 200 nha. Và hàng đặc biệt trên video này em đã giảm rồi, em xin phép sẽ không có giảm nữa đâu. Đó, em đã sell rất là sâu luôn rồi mọi người ạ. Đó, mã số 14 nha. 200.000 mã số 14 nha mọi người. Mã số 14 200. Size rất là to. Rồi,
Tiếp theo là mã số 15. Mã số 15 này em đang có một cái tô. Thì thật sự là cái này, sorry mọi người, chắc em phải lấy khăn giấy lau sơ cái bụi một xíu. Hàng này em để gần cái cửa sổ nên là nó cũng hơi bụi. Đây, một chiếc tô ngũ sắc hai da luôn, từ trong lẫn ngoài Imarigold nha, rất là đẹp luôn, hàng còn mới nguyên nha mọi người. Tiếc là em không giữ cái hộp vậy thôi. Mọi người thấy trên video là nhìn nó rực rỡ luôn ha. Kích thước đường kính rơi vào tầm 21.5, chiều cao của thước tô này rơi vào tầm cỡ 8 cm đó, rất là đẹp luôn. Tô này em xin phép giao lưu sale cho mọi người luôn, tròn giá là 500.000, mã số 15 nha, mã số 15 500 nha. Anh chị nào mà nhanh tay thì còn nha, còn chậm thì đương nhiên là hết rồi, tại vì những cái hàng trên này em có chỉ có một món thôi. Mã số 15 nha mọi người, 500.000 mã số 15. Tiếp theo là mã số 16. Mã số 16 này em xin phép giao lưu mọi người một chiếc tô khô, để đồ khô nha. Dòng này là dòng Kyo nha mọi người. Đây, hàng này là hàng đáng được sưu tầm luôn á. Em thấy là nó rất là đẹp, đặc biệt là hàng vẽ tay hết luôn nha mọi người, từ trên xuống dưới luôn, từ trong ra ngoài luôn chứ, vì là viền vàng nè, chưa có phai lắm nha. Hàng này là đã có tuổi rồi. Nó ba màu khắc tay luôn. Thì ở đây mà hai người thấy mấy cái rãnh đó mà. Thì bên nước bên Nhật á, em thấy còn có bán thêm một cái chấu, ba cái chấu á. Khi mọi người mà bỏ đồ đây nè, cầm cái chấu kéo lên, xách lên đó mọi người. Đó cho nó dễ, còn cái ở Việt Nam thì hiện tại là không có có cái đó luôn. Cái này mọi người về kiếm mấy cọng kẽm á, mình chế lại được nha. Và đặc biệt của cái tô này á là cái phần đáy chuyện, mọi người coi đây. Đó, nguyên tích một cái bài thơ luôn ha, rất đẹp. Mọi người nhìn kỹ hình tròn trong đây là một cái mộc chuyện nữa nè, hai cái chuyện luôn. Hàng này hàng vẽ tay, hàng này nghệ nhân viết tay nè. Thì cái này đã có tuổi rồi nên không có tránh được cái tình trạng là hơi ngấm men nhẹ. Đó, hơi ngấm men một xíu. Đó, có sao em sẽ báo vậy cho mọi người. Đấy, trên video ra sao thì bên ngoài nó như vậy, em báo trước luôn nha anh chị mà ở xa đó. Em nói vậy cho mọi người dễ, chứ nhiều shop người ta sẽ không có nói, nên là khi mình mua về là mới phát hiện ra thì cũng chịu rồi. Kích thước đường kính miệng là 19 cm, chiều cao rơi vào tầm 10 cm. Tô này em giao luôn, sale cho mọi người luôn với giá là 450.000. 450.000 cho chiếc tô này nha mọi người. Rất là đẹp. Mã số 16 nha. Mã số 16 450.000 nha. Rồi, tiếp theo đó mọi người là mã số 17. Ồ, em có cái tô này. Thật sự em nhìn rất là ghiền. Đây, một cái tô men lam xưa, siêu to luôn nha mọi người. Kích thước đường kính miệng là 25 cm, chiều cao là rơi vào tầm 9 cm mọi người ạ. Cao 9 cm, miệng là 25. Tô cũng rất là to nha. Cái này là dạng tô canh rồi mọi người. Bên trong là men lam nè, còn bên mấy cái cạnh ở đây nữa, nó như một bông hoa, mỗi góc cạnh này, một cái hình tròn này đều là một cái tích phong cảnh khác nhau nha mọi người. Mọi người thấy nè, ở đây có nhà nè, bên đây là cây lá nè, bên đây là bờ sông nè, bên đây cũng có là nhà, nhưng mà một cặp nhà nha, một đôi nhà đó. Nên coi, ở đây là miếu các thứ đó, rất là đẹp. Cốt nè, đây là cái này em không thấy có chuyện nhưng mà nó làm rất là hay. Bên ngoài cũng vậy, bên ngoài cũng đi trang cái vành này nha mọi người. Đấy, xe to, kích thước đường kính rơi vào tầm cỡ 25, cao là cao 9 nha mọi người. Tô này mã số 17 em xin phép giao lưu mọi người với giá là 550.000. 550.000 cho chiếc tô này nha. Cốt rất là dày nha mọi người, rất là nặng luôn. Cái này đem cân ký thử coi. Cái này tới 1,7 kg lần mọi người à. 1,7 kg cho cái tô này. Cảm rất là đã luôn. Tiếp theo mã số 18. Mã số 18 này em xin phép lên lại cho mọi người một cái ấm dạng tử sa nữa. Dòng mà đất tự nê, nắp cũng rất là khít. Cái này dán như chắc như ý nè. Chuyện đây. Cái này như có hai chuyện là lọc tổ ong nha mọi người, cũng rất là hay á. Lọc là lọc tổ ong. Em coi bên trong lòng có vấn đề gì không? Bên trong lòng thì không sao hết nha mọi người. Thì cái này là hàng bán thủ công rồi. Đó, dung tích chiếc ấm này cỡ tầm hơn 250 ml á mọi người.
Đó, em nghĩ tầm vậy. Mã số là mã số 18 nha. Ấm này em xin phép giao luôn mọi người, cũng đồng giá luôn là 400 ngàn. 400 ngàn cho chiếc ấm này nha. Đó, anh chị mà ưng sưu tầm cũng như là muốn thử qua những cái dòng ấm Tử Sa để trải nghiệm á, thì đây em có sẵn mấy mẫu cho mọi người lựa chọn nha mọi người. Mã số 18 400. Tiếp theo là mã số 19. Mã số 19 này thì em cũng có thêm một cái ấm Tử Sa nữa. Ấm này có cỡ tầm 280 300 mọi người, có khi hơn á. Ấm này ấm mới nè. Mọi người thấy mấy cái hạt này không ạ? Bên trong nè. Đó, thì cái này là cái cắt mài, và cái hàng này những cái hàng mà ấm mà mới á, khi mà lấy về bên trong sẽ có cắt mài nha, nó mài những cái cạnh này nè. Đó, kể cả cái hàng mà cao cấp đi nữa, khi mọi người khui ra cũng sẽ có mấy cái này luôn. Hàng này là hàng cắt mài nha mọi người. Thì ấm này rất là hay. Cái phần mà đây nắp thì có chuyện nè, đó chuyện đấy luôn, bốn chuyện. Thì cái phần quai, phần nắp ấm, phần miệng là nó làm như cái thân cây trúc của mọi người, rất là hay. Đó, lọc là lọc 7 lỗ nha, lọc 7 lỗ. Mã số 19. Rồi, ấm này dung tích lớn này cho mấy anh chị nào mà để uống tới tầm 3 4 người gì đó. Đây. Tiếp khách các thứ. Rồi, mã này là mã số 19 400 ngàn nha, mã số 19 400 nha mọi người, mã số 19. Tiếp theo là mã số 20. Để em coi còn cái gì liên quan đây. Em có về một cái lô này. Cái ly này rất là hay. Từ từ đợi mọi người, đợi em xíu nha. Này, như mọi người đang thấy nè, hiện tại em còn mấy cái dạng ly như này đó, mọi người thấy không? Cái hàng lô này đợt trước của em lấy á, thì nó của một cái lò khác. Chuyện thì có nhưng mà nó sẽ hơi hơi mờ đó, nó không có rõ, nên là theo như yêu cầu của các anh chị luôn. Thì hôm nay em đợt này á, em lấy em đổi qua một cái lò khác. Cái này em lấy về cỡ tầm hơn 20 ly thôi để thử. Thì đây, cái lò em lấy là cái dáng ly này, cái màu của nó sẽ là màu nâu, nó không phải như màu đen như cái ly kia ha. Bên trong nè, nó làm rất là chắc chắn luôn, đấy là làm độ men rất là đẹp nè. Thứ hai nè, chuyện rất là gọi là rõ ràng đó. Cho mọi người coi về cái phần cái ly, so sánh hai ly nha. Ly đen nè, cái màu thì nó hơi ý là cái chất đất á, em thấy nó hơi sần sùi. Còn bên đây sờ rất là mịn nha mọi người, chất đất bên đây rất là mịn nha, còn bên đây thì nó hơi sần sùi một xíu. Rồi, thì chiếc ly này, ly đen này hiện tại em còn cỡ tầm mấy ly à, nên là thôi để nếu mà em bán nhầm là cái ly đen này là 15 ngàn một ly, 15 ngàn một ly. Sẵn luôn, anh chị nào mà mua ấm, hiện tại em đang sell những cái ấm mà 400 á, anh chị mà mua em sẽ tặng thêm một ly này nha, tại em gì em còn có gần 10 ly thôi đó, ai mua thì lấy nha. Còn riêng cái ly này, đó ly nâu này nha mọi người, thì em xin phép giao luôn mọi người với giá là 20 ngàn, tại vì cái giá nhập của cái dòng này nó sẽ cao hơn cái kia nha mọi người, gần như là gấp đôi cái ly kia đó. Mã này là mã số 20, em bán cái ly này là 20 ngàn. Mọi người chốt cái ly nào như là màu đen hoặc là màu nâu thì chốt giúp em nha. Cái ly dạng này em chỉ có một màu thôi là màu nâu nha mọi người, 20 ngàn một ly nha. Đó, 20 ngàn một ly. Đường kính miệng á là gần 5 cm, chiều cao của ly cỡ tầm gần 3 cm luôn. Thì cái này mọi người uống trà bắc đều được nha mọi người, đấy, hoặc là trà bùi hảo đó, uống vô cái là nhăn mặt đó, chát á. Rồi, mã số 20 nha, anh chị nào cần thì báo giúp em đấy, tại vì sự em muốn lấy thử coi cái dòng này nó hơn gì với dòng kia hay không đấy. Ui da. Rồi, tiếp theo là mọi người là mã số 21. Mã 21 này em xin phép lên cho mọi người một chiếc ly Thúy Hồng. Thì Thúy Hồng này em nói trước luôn, dòng này là Thúy Hồng chung, nhưng mà cái lò này em lấy á, là người ta làm về cái dòng men này nè, đã làm rất là lâu rồi đó. Và họ có nằm trong cái nếu mọi người mà coi về tiểu sử Thúy Hồng á, mọi người có bấm vô á, là có một cái mấy cái bình mà có ông gì mà của Trung Quốc á,
ổng tham quan á, là cái lò đó ổng tham quan là cái lò này em đang lấy nè. Đó, chuyện đây, chuyện bằng sứ nha. Đây, đến này là thiết đồng chung nhưng mà đổ cũng rất là đẹp luôn. Thì cái dòng này mà muốn nó đều quá em nói thiệt luôn là tầm 100 ly chắc được vài ly là cái màu nó sẽ như cái màu chuẩn mỡ gà thôi, còn cái này nó sẽ còn hơi bị ánh tím bên trong nè mọi người. Đó. Rồi, cái này là ly mới nha. Kích thước đường kính á là gần 8.5 xăng. Và chiều cao của ly rơi vào tầm cỡ 4 xăng. Thì cái này chắc cỡ tầm 70ml mọi người ạ. Và chiếc ly này em xin phép giao luôn mọi người với giá là 220.000. 220.000 nha. Hiện tại là em có một ly thôi. Em có đúng một ly thôi, em tính giữ lại để em dùng á. Đó, nhưng mà sẵn rồi em lên luôn cho mọi người. Đấy, thì cái này nó hơi bám vân tay của em xíu, lúc mà mọi người mua em sẽ lau kỹ lại cho. Mã số 21 nha, mã số 21 220 nha. Mã 21 220 nha mọi người. Tiếp theo là mã số 22. Thì nãy giờ là em lên mấy cái em quay lại mấy cái dòng ngũ sắc. Rồi, mã 22 này em lên cho mọi người một cặp ngũ sắc. Dòng này là Imari luôn, chuẩn nha mọi người. Đó, viền là viền nâu sola nè, bên trong có cái quạt nè. Đó, mặt đại diện là mặt trời và cái mặt trăng nè. Nó bên trong trên này còn có cái thành nữa. Cái sứ của nó là sứ màu xanh nha mọi người, chứ không phải màu trắng nha. Bên ngoài này rất là đẹp. Nó này là coi như là mới luôn nha mọi người. Chuyện là chuyện nhũ vàng, còn có thêm một cái mộc của Imari đây nữa. Ở đây em đang có một cặp, nó đều như nhau đó, đều là hàng mới chưa qua sử dụng luôn. Kích thước đường kính rơi vào tầm là gần 20 cm. Miệng nha, chiều cao rơi vào tầm là 6.5 xăng. Nếu mà so về mà cách sử dụng thì em nghĩ là tầm được một gói mì với thêm mấy cái món linh tinh như đùi gà cái thứ gì đó. Rồi, mã số 22, một cặp chén này em xin phép giao lưu mọi người với giá là 450.000. 450.000 cho một cặp tô ngũ sắc này nha, dòng Imari nha mọi người. 450.000 nha, mã số 22. 450.000. Đó, tiếp theo là mã số 23. Thì ở đây em đang có một cặp ly nhất là ly rượu nè, hoặc là ly trà. Ở đây có chuyện nè mọi người. Đó, đằng sau này cũng có chuyện luôn, nhưng mà đặc biệt bên trong lòng. Đó, là hạ tiết vẽ nổi khối hình mặt nha. Cái mặt này là mặt con cấp 3. Thì đây là một trong những cái gương mặt mà trong cái về mà cái tích điển về quái vật của Nhật đó mọi người. Đó, kích thước đường kính miệng rơi vào tầm cỡ 7 xăng, chiều cao của ly R 3.5 xăng. Cái này là mặt nổi khối nha. Đấy. Rồi, một cặp này em xin phép giao lưu mọi người mã 23 với giá là 100.000. 100.000 mã 23 nha mọi người, mã 23 100. Tiếp theo là mã 24. Thì mã 24 này em đang có một chiếc dĩa. Cái này đang về bình minh nè, cây tùng và một vị sư, nó đang chắp tay nè, rất là hay, cái màu rất là đẹp luôn. Đằng sau đây cái này là vừa để treo tường được nha mọi người, còn có cái chữ nữa. Cái này chắc phải dùng cái dịch đó để dịch ra đấy mọi người. Muốn lúc mà mọi người muốn mua á, nhắn qua Zalo em sẽ dịch sẵn luôn cho mọi người, em nói cho. Tại cái này em quay vội nên là chưa có chuẩn bị gì hết. Kích thước đường kính rơi vào tầm 27.5 xăng, gần 28 xăng nha mọi người. Rồi, chiếc dĩa này là mã số 24, em xin phép giao lưu dĩa này với giá là 450.000 nha. Mã số 24 nha, 450.000 nha mọi người, mã số 24. Tiếp theo là mã số 25. Thì 25 này, từ từ để em lau sơ cái đó. Cái này em đang có một cái dầm trà. Cái này hơi bụi, em không có chuẩn bị cái khăn gì hết. Ở đây em đang có một cái dầm trà ngũ sắc. Đây, rất là đẹp. Bên trong nè, bên ngoài nè, viền là viền nâu nè mọi người. Chuyện đây, dòng này là chuyện ngũ sắc của hàng Arita. Kích thước đường kính rơi vào tầm miệng thôi nha, rơi vào tầm cỡ 22 xăng. Còn tính luôn cái độ mà bầu á, tính luôn độ bầu cỡ tầm 23, hơn 23 xăng xíu. Chiều cao của chiếc dầm này rơi vào tầm cỡ 6 xăng. Đó, 5 xăng mấy, gần 6 xăng á mọi người. Chiếc dầm này xin phép giao lưu mọi người với giá là 250.000.
250.000 mã số 25 nha. Mã 25 250.000 nha mọi người. Tiếp theo là mọi người là mã số 26. Thì 26 này em lại lên cho mọi người thêm một cái dòng nữa nha mọi người. Cái này hơi bụi. Đó, cái này mọi người mua em lên trước thôi. Mọi người mua thì em sẽ vệ sinh kỹ lại cho. Thì đây em đang có một cái dầm ngũ sắc xanh. Đó. Rất là đẹp, chuyện là chuyện nhũ vàng nha. Đó, đường kính cũng rất là to, bên trong lòng nè. Viền này là viền vàng nha mọi người, chứ không phải là viền nâu sô cô la nha. Kích thước đường kính rơi vào tầm 23.5 xăng. Chiều cao rơi vào tầm cỡ 6 hơn 6 xăng một xíu thôi. Thì cái dầm này em xin phép giao lưu mọi người với giá là 300.000 cho chiếc dầm này nha mọi người, 300.000 nha. Tiếp theo là mã số 27. 27 này em lên cho mọi người một chiếc tô ngũ sắc. Tô này rất là đẹp luôn. Đây, một chiếc tô ngũ sắc, tô này là tô mới nha mọi người. Bên trong là vẽ chiếc thuyền nè, cái này là dạng như tích là thuận buồm xuôi gió nha. Đó, anh chị nào mà đang làm ăn nè, hoặc là muốn mua để tặng cho đối tác của mình á, thì có thể chăm trước những cái dòng này. Chuyện là chuyện hàng nhũ vàng hết. Chuyện này chuyện nhũ vàng nha mọi người. Đây, thấy không ạ? À? Nhũ vàng. Dòng này của Yokoto, nó cũng một trong những cái hãng mà xứ cũng có tiếng của Nhật luôn ha. Viền là viền vàng nè, cái này chưa có file hết luôn nha mọi người. Tô này là tô mới nha. Kích thước đường kính rơi vào tầm cỡ 23 cm, chiều cao rơi vào tầm cỡ 7.5 cm nha mọi người. Chiếc tô này em xin phép giao lưu mọi người với giá là 350.000. Rất là đẹp luôn. 350.000 cho chiếc tô này nha mọi người. Rất là mới luôn. Thì cái này do mọi người thấy những cái đen đen này nè, cái này là do bụi nha. Em để bên ngoài á. Đó, hơi bụi một xíu. Mã này mã số 27, 350.000. Không có chỗ nào mà ngũ sắc rẻ hơn được mọi người ạ. À. Mà còn mới nữa. Tiếp theo là mã số 28. Thì mã 28 này em lên cho mọi người một cái gạch tàn. Không biết mọi người ưng cái này không ạ? À? Thì đây em đang có, từ từ để em lau sơ cái đi. Nó hơi bụi xíu. Em đang có một cái gạch vàng này. Đây. Mọi người xem. Rất là đẹp luôn. Em đang có một cái gạch tàn bách hoa nè. Đấy, chuyện này chuyện Kutani nha mọi người. Cốt xứ nha. Viền vàng. Chỉ có cái viền này nó hơi pha xíu thôi, còn lại là đều là rất là mới. Kích thước đường kính bên ngoài rơi vào tầm cỡ 28 cm. Từ 28 cm. Miệng bên trong rơi vào tầm cỡ 14.5 cm. Chiều cao là 7.5 cm nha mọi người. Đấy, một cái gạch tàn bách hoa. Nói chung là dòng này hàng đẹp nè, mọi người thấy không? Đó, nhìn rất là mới luôn. Mã này mã số 28. Và chiếc gạch tàn này giao lưu vui vui mọi người với giá là 550.000. 550.000 để cho một cái hàng bách hoa này nha mọi người. Hồi xưa mà em nói thiệt, nếu mà riêng những cái dòng mà như một cái bình sake với lại hai cái ly thôi, là em thấy nhiều người bán nhất cũng phải tầm 700 mấy cho tới 800. Nếu mà full bộ nhiều cũng phải tầm 2 triệu hơn đó mọi người. Đó, một cái gạch tàn này em giao luôn mọi người với giá là 550.000 nha. Rồi, ở đây em có một cái tô mã số 29. Tô này còn to hơn tô mới nãy nữa. Đâu rồi? Đây. Đó, tô siêu to luôn. Dòng hàng này Arita nha mọi người. Đấy. Rất đẹp luôn. Nếu mọi người nhìn thấy kỹ á, nó sẽ có cái gợn. Nó có cái gợn á mọi người. Nó không phải là tròn đâu nha. Nó có cái gợn á. Rất là hay. Đó, bên trong lòng nè. À, một cái bức tranh phong cảnh luôn, cũng kiểu dạng như hoa và cặp chim chỉ nè. Đó, viền đây, viền xanh. Rất là hay. Tô này em sẽ đo kích thước cho. Tô này chắc phải tô canh đó mọi người. Kích thước đường kính miệng là 27 cm và chiều cao là 7.5 cm. Tô này rất là to nha mọi người. Đó, mã số 29. Tô này em sẽ phép giao luôn mọi người với giá là 550.000 nha. Mã 29 nha mọi người, 550.000 mã 29 giúp em. Rồi, mã số 30. 30 thì để em coi em còn lên cái gì cho mọi người. Đây. Nãy giờ em thấy leo hoay hoài. Mã số 30 này em xin phép lên cho mọi người một chiếc búa chiêu tài.
hàng này của Cutany nha mọi người, bằng gớm nha mọi người. À, tích là cây tùng nè mọi người ạ. Đó, chuyện đây, chuyện Cutany đây. Đó, cái chuyện này thường thấy trên những cái hàng mà như tượng ông Tơ Bà Nguyệt nè, hoặc là dễ thấy nhất là trên những cái dòng lân nha mọi người, lân Cutany đồ á. Nó như mọi người thấy con ở phía trước đây kìa. Đó, thì đây là nó luôn nè. Đây là một cái búa chiêu tài. Thì cái này là tượng trưng là mang lại tài lộc nè, nó y chang cái tích của cái bình hút lộc của mọi người ạ. Nó mang chiêu tài cho mọi người nghe là mọi người biết là nó sẽ là cái gì rồi, rất là hay. Nó cái này là mọi người mua về để bàn làm việc cũng được nè. Em thấy khách em cũng nhiều người mua để gọi là tặng đối tác các thứ cũng hay lắm. Kích thước đường kính chiều dài tổng thể luôn sẽ rơi vào tầm 20 cm. Đó, chiều cao đâu đó cỡ tầm 11 cm mọi người ạ, 10 đến 11 cm nha. À, quên đo cái chiều dài hay là chiều ngang. Chiều ngang của búa cỡ tầm 12 cm á mọi người. Mã số 30. Và chiếc búa này em giao lưu mọi người với giá là 500 nha mọi người, 500.000. Mã số 30 nha, 500 cho cái búa chu tài này. Đó. Rất là đẹp luôn, mã số 30, 500.000. Tiếp theo là mã số 31 nha. Mã số 31 này em lên cho mọi người một cái này là cái đồ cái hũ, cái này bằng gốm nè. Cái này bằng gốm sứ nè. Đó, bên đây là có bằng kim loại nè mọi người. Thì cái này là để mọi người muốn để trang sức nè, nhẫn nè, rồi đồng hồ cũng được, tùy theo mọi người muốn để gì, hoặc là để muỗng đấy. Rất là hay, bằng sứ. Chiều dài rơi vào tầm cỡ 17.5 cm, chiều ngang cỡ tầm 5.5 cm nha mọi người, chiều cao tính luôn nắp sẽ rơi vào tầm là 5.5 cm. Đó, rồi cái này em xin phép giao luôn mọi người với giá là 150.000, mã số 31 nha, mã 31 150.000 nha mọi người, mã số 31. Tiếp theo là mã số 32. Mã 32 này em lên luôn cho mọi người một cái thố cũng hàng ngũ sắc, hàng này là Imarigo luôn nha. Đây, dòng này là bản mới đó, nhưng mà đặc biệt nó vẫn là hàng cao cấp nha. Ở đây nó có bông hoa nè, rất là xinh đấy nè, chuyện này mọi người à, rất là đẹp luôn đó. Bình cái này là có tích bình trong bình nè, rất là hay. Mọi người thấy em đang quay luôn nè. Đó. Rồi, à, tính luôn cả bàn tay là bề ngang rơi vào tầm cỡ 14 cm, 14.5 cm. Và chiều cao chưa tính nắp sẽ rơi vào tầm cỡ 9.5. Đó, thì cái này nếu mà đúng luôn em nghĩ là ăn súp là một người là ăn cái này là no đúng mọi người. Hoặc là chân yến á, là cái này là no luôn đó. Đây, rất là đẹp nha mọi người. Rồi, mã này là mã số 32. Chiếc thố này em giao luôn mọi người với giá là 450.000. 450.000 nha mọi người. Đó, rất là đẹp luôn, hàng mới luôn nha mọi người, 450.000. Rồi, ở đây em đang có mã số 33. Thì đây là một cái dĩa hàng châu Âu nha. Hàng này là của hàng Minton nha mọi người. Dòng này là dòng của anh nè, Made in England nè. Bon China là xứ xương nha mọi người. Chữ China còn có nghĩa là xứ nữa nha. Đó, chữ China còn có nghĩa là xứ nữa nha. Hồi xưa là em đọc bài viết á, thì thật sự là những cái dòng mà xứ kiểu này thì cũng từ Trung Quốc là nhiều. Ê, bắt nguồn từ Trung Quốc là nhiều. Nên là khi mà châu Âu nó làm cái kiểu này á, nó ghi chữ thêm chữ China phía sau nữa. Đó, China là tiếng Anh, nếu mà theo về nghĩa khác cũng có thể gọi là xứ cũng được, chứ không phải không nhất thiết gọi là ceramic nha mọi người. Kích thước đường kính rơi vào tầm 27 cm, một cái dĩa hàng Âu, nói chung là tình trạng lành lặn nè, không có vấn đề gì hết. Nó chỉ do là hơi bị dính băng keo mọi người. Xứ xương rất là hay, bún rất là hay luôn. Rồi, mã 33. Chiếc dĩa này em xin phép giao lưu mọi người với giá là 180.000, mã 33 nha, 180.000 nha mọi người. Rồi, ở đây em đang có một cái ly mưng roi. Đó, còn tem nè. Đó, mã số 34. Chết chứ.
mã 34 nha, cái này là mã 34 nha mọi người, chứ không phải là 35 đâu nha. Đó mình rồi. Rồi chiếc ly này mã 34 em xin phép giao lưu mọi người với giá là 50, mấy người ưng nha, 50 nha mọi người. Mã 34 50.000, mã 34. Rồi tiếp theo là mọi người là mã 35. Mã 35 này em đang có một chiếc ấm nhỏ nhỏ nè mọi người ạ. Đó, ấm đen. Thì ấm này nó không có lọc, cái này mọi người phải uống trà túi lọc rồi. Đấy. Rồi chiếc ấm này mã 35 em xin phép giao lưu mọi người với giá là rẻ thôi. 100.000, 100.000 nha, mã 35 100.000. Đây. Em đang có một cặp rượu bình sake cô gái nha mọi người, mã 35 nè. Ở đâu? Mã 36. Và hai chiếc ly. Đó, hai chiếc ly và một cặp bình sake và một cặp ly. Kích thước đường kính ly rơi vào tầm miệng là hơn 4 xăng một xíu, cao là cũng hơn 4 xăng luôn. Miệng của bình rơi vào tầm 2.5 và chiều cao của bình rơi vào tầm cỡ 13 xăng. Rồi, cặp này bộ này em xin phép giao lưu mọi người với giá là 200.000, mã số 36 nha, mã 36 200.000. Đấy. Đây, lên thêm một bộ sake nữa. Thật sự cái bộ này em thích mỗi cái ly. Đây, mã số 36 em lên cho mọi người ạ. Một cặp bình sake này thì cái này nói chung là ly sake này là mỗi bình một dáng nha mọi người. Cái này là bình sake này là mỗi bình một dáng nha. Đó, cái này mọi người nhìn xa mọi người liên tưởng tới cái gì không ạ? Đấy. Thì ly đây, cái ly này em rất là thích nè, ly này uống trà rất là đẹp luôn. Đó. Ly bên trong còn trắng men nữa nha mọi người, cái này mọi người mua về á tận dụng cũng được nha, vừa uống trà vừa uống rượu đều được. Rất là đẹp luôn. Thì cái bình sake này là của hàng Tokoname hoặc là Tokonem á. Cái dáng này thì theo dạng như cái dáng của người con gái của một người phụ nữ nha, rất là hay. Kích thước đường kính miệng của ly rơi vào tầm hơn 4.5 gần 5 xăng. Chiều cao của ly rơi tầm 4 xăng. Rồi, bộ này là mã số 36 em xin phép giao lưu mọi người với giá là 350.000, mã số 36 nha. Mã 36 350.000 nha mọi người, hàng mới chưa qua sử dụng luôn. Đó. Sờ rất là mịn tay nha mọi người. Mã số 36. Ý, xuống này. Tiếp theo là mã số 37. Ui da. Em có cặp ly con rồng nè mọi người. Của hàng Kutani, cặp ly rồng, năm nay cũng năm rồng rồi. Em là giao lưu mọi người luôn. Đó, mang tiếng là ly phu thê nhưng mà nó cũng không cao không thấp gì mấy mọi người. Đây, hàng này hàng vẽ tay nha. Cái này do kiểu dính băng keo mọi người, em chưa có vệ sinh ra hết, mọi người mua em sẽ vệ sinh sạch cho. Vẽ tích rồng nè, nhũ vàng nè, các thứ nè, lông ẩn nha mọi người. Chuyện đây, kích thước đường kính miệng. Ủa này, dơ chứ không phải là bị mẻ. Đường kính miệng là 6.5 xăng và chiều cao rơi vào tầm cỡ 8.5 xăng. Cặp này em giao lưu mọi người với giá là 100.000, mã số 37 nha, 100.000 mã 37. Tiếp theo là mã số 38. Ngồi đợi em một xíu nè. Hàng để trong thùng này nó hơi cồng kềnh một xíu. Đây. Rồi, mã 38. Hiện tại em đang còn một cái ấm nhôm. Mọi người thấy nè, em đang còn một cái ấm nhôm nha. Bên trong này cái này lọc cũng có lọc nha mọi người, thì cái này mọi người để uống trà hoặc là để nấu cũng đều được nha mọi người. Cái này nó hơi dính bụi xíu, tay em dơ hết rồi. Rồi, mã số 38, dung tích cái ấm này đâu đó cũng phải tầm hơn 350ml á. Em xin giao lưu mọi người với giá là 150.000, mã số 38 nha. Cái này là của Nhật nha mọi người. Mã 38 150.000.
Rồi, em còn một cái ấm này là mã số 39 nè. Đó, một cái ấm Tokunem. Thì cái này em không thấy có chuyện, nhưng mà nó bị cái gì nè, như dính cao trà hả mọi người. Cái này chắc mọi người mua về chịu khó vệ sinh giúp em nha. Lọc thì là lọc quanh thành. Rồi, cái này em giao luôn mọi người với giá là 100.000, mã số 39 nha. 100.000 mã 39 nha mọi người. Tiếp theo là mã số 40. À đây, em còn một cái bình này là ngũ sắc nè, nay em sale cho mọi người luôn. Đây, cái bình ngũ sắc này thì cái này là dùng để rót rượu hoặc là rót cái gì đó tùy theo mọi người muốn bỏ ở đây thôi. Thì cái này là cái này để thời gian nó hơi bị phai thời gian mọi người ạ. Cái này dạng đồng á, nó thì nói chung là có sai sẽ báo vậy thôi. Nó hàng như vậy nè, còn người muốn thì có thể mua về mình đánh tan ha. Đó rồi, mã này là mã số 40 và cái bình này em xin giao luôn mọi người với giá là 700.000. 700 nha. Kích thước đường kính miệng rơi vào tầm cỡ 6.5, chiều cao rơi vào tầm cỡ 18 cm. Đó thì cái này mỗi lần mà khi cái này không có nắp nha, đúng ra này nó sẽ không có nắp đâu, nên là mọi người đừng hỏi là nó có nắp hay không. Thì cái này mọi người mua á, khi mà uống rượu á, cái này là dùng liền luôn, cứ đổ vô đây rồi bắt đầu là chế và uống thôi đó, chứ không có nắp đâu mọi người ạ. Rồi, mã này mã số 40 nha, 700. Rồi, tiếp theo đó mọi người là mã số 41. Em xin phép lên cho mọi người một cái dầm, hàng này là dòng Imarisur, chuẩn Imarisur luôn nha mọi người, rất là đẹp. Em dọn sơ cái góc này nữa, tại vì nó hơi bồ bộ một xíu. Đây, cốt rất là nặng luôn, để em cái này tới 2.2 kg lận, rất là to. Cái này bên trong là họa tiết là dạng vẽ chim nè, hoa nè, này cặp, cái này là yêu ương nè mọi người, bên đây là các cặp chim nhóc, chim bằng anh thôi, rất là hay. Cái này có chuyện nha, nó chuyện ở đây rất là hay luôn. Bên ngoài này mọi người, dòng này dòng vẽ tay nha. Đó, những cái dòng Imarisur này đặc biệt cái cốt nó rất là nặng, và hàng vẽ tay đó mọi người ạ. Kích thước đường kính miệng là 33.5 cm, chiều cao của cái dĩa này rơi vào tầm cỡ 7 cm một xíu. Mã này là mã số 41, em xin phép giao lưu mọi người chiếc dầm này với giá là 1.2 triệu. Size rất là to luôn, cốt rất là nặng. Đó, 1.2 triệu nha mọi người, mã số 41 nha, 1.200.000, rất là to. Đây, em lại lên mã số 42. Em lên thêm cho mọi người một cái dĩa Imari nữa, size cũng to luôn, không kém. Ui, đó, size này cũng là size to nha. Này, xíu nữa em có cái này em lên cho mọi người đó. Em đo kích thước rồi đó. Kích thước đường kính là 37.5 cm. Đó, này là 33, còn này là 37, to hơn cái dầm đó mọi người. Đấy, hàng này hàng vẽ tay nè. Đó, cái tích này là cái tích mới nãy là có trên cái dầm đây, còn đây là có tích thêm chi phượng hoàng nữa. Nói chung là đối nhau hết đó, ba cái cạnh là đều là ban chi phượng hoàng hết á. Đó, rất là to luôn. Rồi, mã này là mã số 41, đường kính là em cho là mã 42 đi ha mọi người. Hôm nay là mã số 42, đường kính là 37.5 cm. Và chiếc dĩa này em xin phép giao luôn mọi người với giá là 1 triệu tròn nha. Mã số 42, 1 triệu tròn ha mọi người. Dĩa này em sẽ kiếm một cái đôm để cái một cái kệ để em tặng cho mọi người nha. Mã số 42. Cái này để trưng bày tết cũng rất là đẹp mọi người ạ.
Ui. Tiếp theo là mã số 43, em lên cho mọi người một cái sông Trầm Marita. Đó, trên đây là có một lần nè mọi người. Rất là hay, hàng này hàng mới nè. Chưa có dùng luôn nha. Ba chân. Chị Arita vẽ tay, trên này có tích hoa cái là cái này hoa mẫu đơn đó mọi người ạ. Kích thước bề ngang rơi vào tầm cỡ 11 xăng. Và chiều cao tính luôn cả con lân đi ha, cỡ tầm cũng 11 xăng luôn đó. Mã này mã số 43 em xin phép giao lưu mọi người với giá là 450.000, 450.000 nha mọi người. Mã 43, 450.000. Rồi tiếp theo là mã 44, cũng là sản phẩm đăng kế cuối mọi người ạ. Nay em nói cho mọi người một cái hộp bằng gỗ khắc tay nha, hộp gỗ khắc tay nè. Ở đây là có hoa hồng nè, khắc hoa hồng nè, khắc bướm nè, hoa hồng nè, rất là đẹp luôn, bốn mặt luôn nha mọi người. Đó, cái này là có nhạc nha, cái này mở ra mới nghe tiếng nhạc được. Mọi người xem nè, cái này mọi người để trang sức hoặc là để nói chung là muốn để gì cũng được, tùy theo mọi người. Tiếng rất là hay mọi người, nghe rất là lớn luôn mọi người nè. Trong đây là có cái hộp nhạc á đó. Đó mọi người thấy không ạ? Đó này để mọi người có thể lâu lâu mở ra để vệ sinh, đấy chăm thêm dầu các thứ tùy theo mọi người đó. Kích thước chiều dài rơi vào tầm cỡ 23 xăng, chiều ngang cỡ tầm 12.5 xăng, chiều cao tính luôn nắp cỡ tầm 9 xăng mọi người. Rồi mã này là mã số 44, em xin phép giao lưu mọi người cái hộp nhạc này, vừa là hộp đựng trang sức vừa là hộp nhạc, giao lưu mọi người với giá là 350.000 nha, 350.000 nha mọi người. Mã số 44, 350.000. Tiếp theo là mã số 45, cũng là mã cuối cùng của ngày hôm nay luôn. Thì đây là em sẽ lên cho mọi người một cái đồ nhỏ nhỏ thôi. Đây là một chiếc bình nhỏ. Cái này là dạng cái vỏ quai nè, hàng bình nhỏ nè, mọi người thấy họa tiết ẩn mà. Dạng như cái này là bình mộc nha, nhưng mà nó có vẻ si ga vàng ở đây nè. Chuyện này là chuyện Kutani nha mọi người, nhìn như trang Bizen nhưng mà không phải đâu. Có quai nè mọi người ạ. Kích thước bề ngang cỡ tầm 8-9 xăng và chiều cao đâu đó cỡ tầm 12 xăng. Rồi mã số 45 này em sẽ bán cho luôn mọi người với giá là 100.000, mã 45 nha. Số điện thoại em sẽ note trên góc trái mình, đó chính là 0941028827 mọi người. Mọi người hãy gọi điện trực tiếp hoặc các bạn Zalo em qua số này nha, để có thể chốt đơn một cách nhanh nhất á. Rồi, bye bye mọi người, và mọi người chốt đơn giúp em đi. Trên từ 600 trở lên em sẽ free ship cho mọi người ha. Và quên nữa, mọi người có thể like và chia sẻ video này giúp em nha, cũng như là đăng ký kênh. Em sẽ lên theo những nhiều sản phẩm rồi để tiếp cận giúp để giao lưu với mọi người nha mọi người. Bye bye mọi người và hẹn mọi người vào video tiếp theo ạ.